Cô chào các em. Ở những tiết trước, các em đã học về thành phần, tính chất, ứng dụng, cách điều chế của một số đơn chất và của bốn loại hợp chất vô cơ là oxit, axit, bazơ và muối. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu tiết 42 bài 34, khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Nhiệm vụ của chúng ta trong tiết học này là các em phải làm rõ được thứ nhất, khái niệm về hợp chất hữu cơ, thứ hai, khái niệm về hóa học hữu cơ. Bây giờ chúng ta đi vào phần 1, khái niệm về hợp chất hữu cơ. Một nhỏ, hợp chất hữu cơ có ở đâu? Các em thử suy nghĩ xem là hợp chất hữu cơ có ở đâu và hàng ngày có tiếp xúc với chúng ta hay không. Khi có hỏi câu hỏi này thì chắc nhiều bạn nghĩ được rằng hợp chất hữu cơ rất quen thuộc, hàng ngày chúng ta đều nhắc đến chúng như protein trong thịt, cá, trứng, sữa chúng ta ăn hàng ngày. Ví dụ như lipid có trong dầu thực vật, mỡ động vật. Ví dụ như trong tinh bột của gạo, ngô, khoai, sắn. Trong các vitamin ở hoa quả chúng ta ăn hàng ngày. Hợp chất hữu cơ còn có trong đồ dùng sinh hoạt, ví dụ như quần áo, sách vở, các đồ nhựa, trong cơ thể sinh vật và chính trong cơ thể của chúng ta nữa. Thí nghiệm đốt cháy bông, úp ống nghiệm khô phía trên ngọn lửa. Khi ống nghiệm mờ đi, xoay lại, rọt nước vôi trong vào. Lắc nhẹ thấy nước vôi trong bị vẩn đục, chứng tỏ khí thu được trong thí nghiệm là khí CO2. Như vậy, khi bóng cháy tạo ra khí CO2. Tương tự, khi đốt các hợp chất hữu cơ khác như nến, cồn, dầu mỏ đều tạo ra khí CO2. Vậy, có một câu hỏi đặt ra. Khi chúng ta đốt một chất mà sinh ra khí CO2 thì trong thành phần của chất đem đốt có chứa nguyên tố gì? Chắc chắn rằng nó chứa nguyên tố carbon. Vậy đến đây ta có thể khẳng định rằng hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Vậy mọi hợp chất chứa carbon đều là hợp chất hữu cơ hay không? Ngay ở chương trước, các em đã học rất nhiều hợp chất của carbon là hợp chất vô cơ như CO, CO2, H2CO3. Vậy khái niệm đầy đủ hơn, chúng ta phải nói rằng hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối carbonat, vân vân. Bây giờ các em hãy vận dụng khái niệm làm cho cô bài tập 1. Cho các hợp chất CH4, CO2, C3H8, C6H12O6, C2H5Cl, H2CO3, C6H6, Na2CO3, CH3NO2, C2H2. Hợp chất nào là hợp chất vô cơ? Hợp chất nào là hợp chất hữu cơ?
để xác định nhanh nhất chúng ta nên xác định hợp chất vô cơ trước. Hợp chất vô cơ là CO2, H2CO3, Na2CO3. Những hợp chất còn lại là hợp chất hữu cơ. Như vậy, ta thấy rằng việc xác định hợp chất vô cơ, hữu cơ rất đơn giản, chỉ cần các em nắm được vững khái niệm về hợp chất hữu cơ. Bây giờ các em hãy tiếp tục quan sát các hợp chất vô cơ. Cô xin lỗi. Các em hãy tiếp tục quan sát các hợp chất hữu cơ vừa xác định là CH4, C3H8, C6H12O6, C2H5Cl, C6H6, CH3NO2, C2H2. Các em thấy rằng có một số hợp chất hữu cơ như CH4, C3H8, C6H6, C2H2 trong thành phần chỉ chứa carbon và hydro. Cô xếp chúng vào nhóm thứ nhất. Các hợp chất hữu cơ còn lại ngoài carbon và hydro còn có các nguyên tố khác như oxy, nitơ, clo thì cô lại xếp chúng vào nhóm thứ hai. Nhóm 1 chỉ chứa carbon và hydro, cô gọi là hydrocarbon. Ở nhóm 2, trong thành phần ngoài carbon hydro còn có oxy, clo hoặc nitơ, cô gọi là dẫn xuất hydrocarbon. Đến đây theo em, hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại? Nhìn vào nhóm 1 và nhóm 2, các em biết rằng hợp chất hữu cơ được chia làm hai loại. Một là hydrocarbon, cô gọi chung là CX-Y. Đó là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa carbon và hydro. Loại 2 là dẫn xuất hydrocarbon, trong phân tử ngoài carbon và hydro còn có các nguyên tố khác như oxy, clo và nitơ. Ngành hóa học chuyên nghiên cứu hợp chất hữu cơ gọi là ngành hóa học hữu cơ. Vậy hóa học hữu cơ là gì? Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về hợp chất hữu cơ và những biến đổi của chúng. Trước đây, vì chỉ tìm được hợp chất hữu cơ trong cơ thể sống, cho nên người ta cho rằng hợp chất hữu cơ do thượng đế tạo nên, con người tránh đụng chạm vào chúng, nên không nghiên cứu được chúng. Mãi đến năm 1828, một nhà bác học người Đức tên là Friedrich Wöhler đã tổng hợp được hợp chất hữu cơ đầu tiên, đó là đạm ure. Chính nghiên cứu này của ông đã phá bỏ thuyết di tông, đó là hợp chất hữu cơ không phải do thượng đế sinh ra mà con người có thể tổng hợp được. Cái nghiên cứu này là nền tảng cho ngành hữu cơ không ngừng phát triển đến ngày hôm nay. Đến hôm nay chúng ta đã tìm được hơn 10 triệu chất, trong đó các hợp chất hữu cơ chiếm đa số. Do đó để chuyên ngành hóa học hữu cơ được tiếp tục nghiên cứu thì người ta phân ngành hóa học hữu cơ thành các phân ngành nhỏ, ví dụ như hóa học dầu mỏ, hóa học polymer, hóa học về khí thiên nhiên.
Các em hãy xem một số hình ảnh về sản phẩm của ngành hóa học hữu cơ. Nó rất vải, dầu ăn, xăng, rượu, lốp xe, thuốc, nước hoa và đường. Những sản phẩm này nó phục vụ đời sống của con người. Tuy nhiên, một số hợp chất hữu cơ nó cũng gây ra những tác hại đối với môi trường và đời sống của con người. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Trong bài học hôm nay, các em cần ghi nhớ thứ nhất, khái niệm về hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ CO, CO2, H2CO3, mùi carbonat. Thứ hai, hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? Hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon. Thứ ba, các em cần phải nắm là khái niệm về hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về hợp chất hữu cơ. Để củng cố thêm phần kiến thức, chúng ta hãy cùng nhau làm một số bài tập. Bài tập 1. Sắp xếp các chất C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng cho dưới đây. Các em hãy làm bài tập này vào vở. Kết quả của nó như sau. Hydrocarbon là C6H6, C4H10. Dẫn xuất của hydrocarbon là C2H6O, CH3NO2, C2H3O2Na. Hợp chất vô cơ là CaCO3, NaNO3, NaHCO3. Bài tập này nó rất dễ dàng đúng không? Bài tập 2, trang 108 sách giáo khoa. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây. A nhỏ, hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên. B, hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon. C, hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ. D, hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống. Đáp án của cô là C, hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ. Bài tập số 3, hãy chọn câu đúng trong các câu sau. Câu 1, nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ là. A, K2CO3, CH3COONa, C2H6. B, C6H6, CaHCO3 tất cả 2 lần, C12H22O11. C, CH4, CO2, C2H6O. D, CH3Cl, C2H6O, C3H8. Câu 2, nhóm các chất đều gồm các hydrocarbon là. A, C2H4, CH4, CH5Cl. B, C3H6, C4H10,
C2H4, C, C3H6, C4, C3Cl, D, C2H4, C4, C2H5O2N. Đáp án của cô là câu 1, đáp án D. Nhóm các chất đều gồm là các chất hữu cơ là CH3Cl, C2H6O, C3H8. Câu 2, đáp án là đáp án B. Nhóm các chất là hydrocarbon là C3H6, C4H10, C2H4. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong tiết 42, khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa hữu cơ. Về nhà các em nhớ học bài, làm bài tập số 1, số 4 sách giáo khoa trang 108, bài tập 34.1, 34.2 trang 39 sách bài tập. Xem trước bài mới, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Nắm lại hóa trị của carbon oxy hydro. Đọc trước nội dung mạch carbon, trật tự liên kết và công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào các em.